Chào các bác ạ, shop đang giới thiệu tới các bác một cái em nồi cơm nửa lít dành cho gia đình 1 đến 3 người ăn. Nấu được nửa cân gạo mỗi lần các bác nhé. Chúng ta hoàn toàn yên tâm là đủ lực ăn cho các bác luôn. Là một cái em đến từ thương hiệu vua đầu bếp rất là nổi tiếng Zojirushi. Bên ngoài là màu inox này, công suất là 700W. Nên chúng ta chỉ cần cắm qua bộ đổi nguồn 1000V A là nồi hoạt động thoải mái rồi. Và yên tâm là made in Japan luôn cho các bác luôn nhé. Nhỏ như có võ ạ. Có cái chế độ nấu cơm ngon, chế độ nấu nhanh, nấu cháo, nấu gạo lứt đầy đủ cho các bác luôn. Hâm ủ 2 ngày cũng không ôi, không thiêu gì hết luôn nhé. Thì chúng ta xem bên trong này. Đó, bên trong thì lòng nồi có một vài. Vâng, nồi đã sôi rồi này. Hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng luôn. Giá chỉ với là 650.000 đồng cho các bác và bảo hành 6 tháng, hỗ trợ trọn đời sau bảo hành. Nếu như bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% thì sẽ được ưu đãi là bao ship cho các bác nhé. Video xin được phép dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của shop.